Đây chính là tốt những con giáp sẽ nhận lộc may mắn trong ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch ngày giáp thìn. Tiền vào đầy tay, tình duyên thì đỏ thắm như son. À những con giáp này hãy gì chuẩn bị sẵn túi ba gang mà đón nhận cái tài lộc đến trong ngày hôm nay. À trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ gặp vận may về tiền bạc, nhiều bạn sẽ nhận được những khoản tiền lộc lá từ người thân, từ họ hàng. Bên cạnh đó, nếu mà đang gặp khó khăn về vấn đề về tài chính ý, thì rất có thể những con giáp này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ giúp các bạn nhanh chóng thoát khỏi cái khó khăn à, thêm nữa là một số người trong ngày hôm nay còn có cơ hội trúng số đổi đời một bước lên mây đổi đời giàu có chỉ sau một đêm à, bên cạnh đó về cái cạnh tình cảm thì những người đã có gia đình sẽ có một cái ngày hạnh phúc nhận được cái sự quan tâm của những người thân yêu trong gia đình à, những người độc thân thì gặp được những cái mối duyên lành cũng như gặp được những người xứng đôi vừa lứa một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày hôm nay. Vậy thì đó là những con giáp nào và cơ duyên gì sẽ đến với họ trong ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, chúng ta biết ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch nó là ngày giáp Thìn. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Thìn dậu là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dậu nhờ được cục diện là nhị hợp nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên nó sẽ mang lại cho quý vị những cái điều thuận lợi tốt đẹp trong công việc. À, quý nhân cũng sẽ xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cái cơ hội đáng quý khiến cho nhiều người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Ở à, trong tập thể thì các bạn sẽ nhận được cái sự yêu mến của nhiều người. À, do bản tính cởi mở không so đo thiệt hơn. À, khi mà gặp phải khó khăn ấy, quý vị đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Các bạn không cần phải cố gắng giải quyết tất cả mọi chuyện một mình. Nói chung ngày hôm nay thì cái việc kiếm tiền nó triển tiến triển thuận lợi hơn. À, xong các bạn cũng cần phải hết sức chú ý đến cái việc là chi tiêu của mình à, các bạn chớ nên dành quá nhiều tiền cho cái việc mua bán hoặc là sắm sửa hoặc là trưng diện bản thân à, trong ngày hôm nay lại được cục diện là thìn thổ sinh rộng kim vậy nên các bạn và người ấy có thể có nhiều cái quan điểm sống trùng hợp với nhau nhờ vậy mà cái mối quan hệ nó trở nên vô cùng là khăng khít à, nếu như mà quan hệ đôi bên đã chín mùi thì hai người có thể tính đến cái chuyện là về chung một nhà xây dựng một cái mái ấm riêng À, thêm nữa, sức khỏe của những người tuổi dậu trong thời gian này cũng được duy trì khá là tốt. À, tinh thần lạc quan, tinh thần tích cực cũng sẽ giúp giảm bớt được nhiều cái nỗi lo, nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái chăn trở. Và những người tuổi dậu luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và làm những cái nhiệm vụ được giao. Để có một cái cơ thể khỏe mạnh, năng động hơn nữa, thì các bạn có thể tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Ở à, trong quá trình tham gia vào các hoạt động này, các bạn có thể có thêm nhiều cái cơ hội để mở rộng cái mối quan hệ đem lại cái lợi ích cho sự nghiệp hoặc là cho cái tình duyên của mình vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn đầu tiên À, tiếp theo, con sắp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay, ấy, trong ngày mùng 2 tháng 3 lịch ngày giáp thìn, ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Những người tuổi thân được cục diện là thân, tí, thìn là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó sẽ mang lại những cái vận khí tốt lành cho những người tuổi thân trong thời gian này. Nói chung ấy, nó sẽ cho thấy nhiều cái cơ hội để phát triển sẽ đến với những người tuổi thân. Dù hiện tại đang theo đuổi cái lĩnh vực nào đi chăng nữa hay là ở bất kỳ cái vị trí nào, thì những người tuổi thân cũng đều may mắn đạt được những cái mục tiêu của mình. Thêm nữa, cái cục diện tăng học nó hỗ trợ rất nhiều cho cái sự nghiệp của những người tuổi thân. À, bản mệnh sẽ được tạo thêm nhiều cái điều kiện thuận lợi, nhìn ra được nhiều cơ hội thăng tiến sẽ đến nên là cái tinh thần làm việc sẽ hăng say hơn, đưa ra nhiều cái ý tưởng và những cái giải pháp hữu ích, tài năng và cái địa vị của những người tuổi thân ấy càng thêm được khẳng định. À, thêm nhiều cái cắt tinh nó nâng đỡ, à, đó có thể là từ quý nhân Đấy, các bạn có thể thoải mái phát huy cái tài năng và cái thực lực của mình không bao giờ phải gì đơn độc trên cái hành trình trước mắt bên cạnh đó công việc nó tiến triển thuận lợi nên là tài vận của những người tuổi thân ấy thì cũng theo đó mà được khởi sắc các mối quan hệ trong thời gian này cũng khá là hài hòa những người tuổi thân thì cũng có thêm nhiều cái cơ hội để hợp tác làm ăn hay là kinh doanh gặp đúng người đúng thời điểm nên là cái tài vận nó được nảy nở nếu mà có ý định mở rộng cái công việc thì quý vị nên tiến hành ngay từ thời điểm này vì cái tỷ lệ thành công nó cũng sẽ rất là cao bên cạnh đó phương diện tình cảm của những người tuổi thân trong thời gian này thì cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc à, cái cục diện tam hợp thân tí thìn nó cũng gì thúc đẩy cái vận trình nhân duyên nó tìm đến với những người tuổi thân những người độc thân tuy có thêm nhiều cái lựa chọn nhưng mà cũng có thể khiến các bạn thêm đau đầu vì gì lắm mối các cặp đôi đang yêu nhau thì cảm giác bạn nồng vợ chồng thì cũng đoán nhiều cái tin vui vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 2 tháng 3 ngày giáp giáp thìn này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. À thưa quý vị, à, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý được cục diện tam hợp nó nâng đỡ, đúng không ạ? Thân Tý thì nó nâng đỡ. Vậy nên những người tuổi Tý không phải lo lắng khi mà đối diện với những cái thử thách những khó khăn. Lúc nào xung quanh những người tuổi Tý cũng có người sẵn sàng giúp đỡ để những người tuổi Tý có thể vượt qua khó khăn một cách là thuận lợi. À, với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn sẽ được giới thiệu cho những cái mối làm ăn để triển vọng. À, dù hôm nay đồng tiền nó chảy vào túi chưa nhiều à, song tương lai hứa hẹn sẽ khẳng định được cái vị thế của bản thân bên cạnh đó trong cái ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch ngày giáp thìn này thì cái phương diện tài lộc của những người tuổi tý cũng có những cái bước tiến triển đáng kể nhờ là cục diện tam hợp thân tí thìn nó nâng đỡ thì đây cũng là cái thời điểm rất thích hợp để cho những người tuổi tý mở rộng các mối quan hệ xã giao làm thân với những khách hàng với đối tác đầy triển vọng À, thêm nữa cái phương diện tình cảm thì cũng có nhiều cái chuyển biến đáng kể tích cực đặc biệt với những người độc thân à, các bạn sẽ thu hút được cái sự chú ý của những người khác giới và sẽ nhận được nhiều cái tin nhắn làm quen à, các bạn hãy mở lòng mình ra cho người ta một cơ hội biết đâu đó sẽ là cái người mà đầu ấp tơi gối với các bạn đến suốt cuộc đời vì thế để gia tăng theo cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ Thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tí đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi dần. Những người tuổi dần thì được cục diện là gì? Dần mão thìn là tam hội Nhờ có cục diện tam hội nó tương trợ trong ngày hôm nay mà những người tuổi dần sẽ đón một ngày tươi vui, có nhiều cái thông tin tốt lành. Con giáp này cũng đạt được những cái tiến triển, bước tiến triển. Con giáp này cũng sẽ đạt được những cái bước tiến triển tốt nhờ cái sự quyết tâm và cái sự dứt khoát khi mà lựa chọn cái mục tiêu mà mình hướng đến. À quý vị hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để đi đến cái thành công nhanh hơn. Nói chung ấy, trong ngày mùng 2 tháng 3 lịch ngày giáp thìn này cũng là cái ngày mà quý vị sẽ gặp được nhiều cái may mắn ở cái phương diện tài lộc nhờ được quý nhân che chở nên là cái thu nhập của những người tuổi thìn cũng sẽ được ổn định hơn không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền bạc nhân cái cơ hội này thì gia chủ cũng nên tận dụng cái lợi thế sẵn có để tăng thêm cái thu nhập cho mình cải thiện cái chất lượng cuộc sống và trở nên giàu có hơn à, thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy những người tuổi dần dần mão thìn tam hội nên là cái vận trình tình cảm của những người tuổi ấy, những người tuổi dần ấy, cũng sẽ được thăng hoa bản mệnh và đối phương đã chịu dành thời gian để thấu hiểu và lắng nghe cái nửa kia nên là dù đôi lúc vẫn còn những cái xung khắc những xung đột nhưng mà điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều gì muốn vun đắp cho cái mối quan hệ và dần dần hoàn thiện những khuyết điểm của mình trong mắt của đối phương vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần nhé. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, thưa quý vị, những người tuổi mão được cục diện tam hội nó nâng đỡ vậy nên những người tuổi mão có cái tư duy đột phá trong ngày hôm nay nhờ thế mà những cái vấn đề bế tắc lâu ngày cũng sẽ được nhanh chóng tìm ra cái hướng giải quyết à, các bạn có thể trở thành những người đi tiên phong cho cái tập thể à, với những người làm lãnh đạo thì các bạn sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp cho cấp dưới cảm thấy là gì tràn đầy cái niềm tin và động lực khi mà nghĩ đến tương lai à, các bạn cũng cần phải tiếp tục phát huy cái điểm mạnh của mình à, để gì có thể tiếp tục cống hiến cho cho công ty. À, tuy nhiên, ở trong ngày hôm nay thì lại gặp cục diện là mà mộc hỏa là xung khắc. Vậy nên cái chuyện tình cảm đôi khi nó cũng bị bất ổn. Các bạn thường xuyên ra lệnh cho nửa kia mà không để tâm đến cái suy nghĩ thực sự của người ấy. À, tiếp tục như thế này thì các mối quan hệ đôi bên sẽ dần dần mất cân bằng, khiến cả hai đều trong cái tình trạng là mệt mỏi. Vậy nên để hóa giải cái cục diện này thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. Những người tuổi hợi trong ngày hôm nay thì nhờ có thiên ấn nó chiếu mệnh nó nâng đỡ nên những người tuổi Hợi sẽ được lòng cấp trên nên sẽ được giao cho những cái trọng trách và nhiệm vụ quan trọng lớn lao. thì đây cũng chính là cái thời điểm mà các bạn cần phải cố gắng hết sức để khẳng định bản thân. một số người thì không nên quá dễ dàng bằng lòng với cái thực tại của mình. bởi nếu các bạn dậm chân tại chỗ thì người khác sẽ có cơ hội để vượt lên trên các bạn. À, các bạn cần phải không ngừng tiến về phía trước nếu mà muốn là người đi tiên phong. Vì thế để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hậu thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu À thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3 âm lịch năm 2024. bốn à, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 tuổi được thần tài chiếu mệnh, đó là những tuổi sau. Một là tuổi dậu, hai tuổi thân, ba tuổi tí, bốn tuổi dần, năm tuổi mão và sáu là những người tuổi hợi. Đó là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày hôm nay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Uh, xin cảm ơn.